măng rút, măng chúc. Chỗ mình thì thường gọi là măng rút. Là măng rút. Một số nơi còn gọi là măng trúc. Cái măng này ăn rất là ngon, là ngọt nha. Cây có dáng rất là đẹp. Măng mình kiếm được một rổ bằng này là đủ ăn, dư ăn luôn. Mình sẽ cắt ra nha, cắt mỏng mỏng ra rồi để mình luộc. Gọt mấy cái này. Gọt đây kìa. Đây, măng mình gọt sạch rồi. Mình sẽ cắt nhỏ ra. Nhỏ ra mình bao. Bao. Dùng dao hai lưỡi mình bao. Bao mỏng luộc lên. Trộn gỏi ăn. Gỏi măng là cái này mình đi luộc này mình trộn thôi. Măng luộc đã chín rồi nha. Từ lúc luộc sôi lên cho thêm sôi lên khoảng 5 phút nữa là vớt được. Cho măng bớt đắng. Nhưng mà măng ở rừng này thì cũng ngọt thôi chứ không đắng. Mình sẽ vớt lên luôn. Măng đã luộc xong để nguội ráo nước rồi nha. Đổ vào đây. Tiếp theo giá đậu phộng này. Đậu phộng này đã rang vàng nha. Bóc sạch vỏ rồi nha. Mình không giá nát đấy. Mình chỉ đâm cho nó dập. Mình đâm cho nó bể khoảng
để làm tư hoặc làm hai, không đâm vụn lắm. Chị đâm như thế này thôi nha, để làm hai là được rồi. Ớt, đây là loại ớt trắng nha, trái nó trắng. Tỏi, bỏ 3 tép tỏi. Đổ đây một muỗng bột ngọt, một muỗng đường cát. Bột ngọt. Giã nát. Đổ thêm 3 muỗng nước mắm. Đậu phộng vào dốc trước nha. Đổ hành phi vào. Tiếp theo mình đổ nước mắm vào nha. Rồi đây một muỗng thôi. Còn cái này để lại mình ăn. Tiếp theo mình cắt rau húng quế và rau răm nha. Rau răm, rau húng quế mình đã cắt vụn ra rồi. Đổ trộn luôn. Do là ớt màu trắng màu xanh á nên không nhìn thấy, thực ra cay lắm ớt này, nhìn nó không lên màu nhưng mà nó cay. Tiếp theo mình cắt cây dĩa này. Thế để vài rau và lá rau lên đây cho nó xanh hơn. Có ớt này. Tiếp theo mình đổ đậu phộng lên. Thế này mình có một dĩa măng trộn rất là ngon, rồi gỏi măng rất là ngon, làm đơn giản thôi. Dĩa gỏi măng, măng trộn của mình hấp dẫn chưa? Để trộn tay ra đó. Đây, mình sẽ ăn cùng với bánh tráng dừa nha. Đây bánh tráng dừa rất là hấp dẫn luôn nha. Mời các bạn cùng thưởng thức với mình nhé. Mình sẽ ăn thử một miếng bánh tráng ăn cùng với măng. Rất là ngon, rất là hấp dẫn luôn. Bánh tráng thì giòn, măng thì rất là vừa ăn. Chắc mình cũng xin dừng video tại đây. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn trong video lần sau nhé.